bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu đỏ. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu xanh lá cây. Tiếp theo là mình sẽ dùng màu tím. Yeah.
Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào tất cả mọi người đã xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình cùng các bạn đi tô màu nha. Và mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất và bút màu đẹp nhất để tô cho các bạn thấy. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục tô màu. Đầu tiên là mình sẽ dùng màu xanh nha trời. Sabino. Sabino tầm 70%. Tiếp theo mình sẽ dùng màu đỏ. Chuyển món. Mấy cái dễ rồi mới không chán này, mấy cái khó này thì chán. Vẽ ô tô à, vẽ bướm bướm này thích. Ô sang kia không chán mấy cái này. mấy cái này chỉ còn mới xem đúng không? Gà, ví dụ như vẽ như của em rồi cao cấp hơn là bọn kiểu đam mê nghệ thuật hơn, nó thích xem nó được ấy hơn, như kênh nó có giá trị hơn. Vẽ mấy con bướm này đẳng cấp. Vẽ này nhé, vài đường quyền là xong. Tiếp theo mình sẽ dùng màu vàng. Vẽ này nó đơn giản quá, sợ em nhanh chán. Kiểu tầm thường vậy. Lấy được ấy chưa, đăng ký xe chưa? Lấy rồi chị ta đi lấy anh tầm 50 phút đưa cho cái. Thế không lấy lại đợi hết 5 ngày nữa mới chưa lấy. Đúng rồi, hết vậy lại thì nghỉ lễ xong. Mai chị đi làm không có chứ? Người có. 34 mới nghỉ. Đi làm hết. Không nghỉ lễ đâu. Đi làm gì thì nghỉ. Ở nhà chơi với con hay rồi. Kệ nè. Con cũ à? Không, cũ thì ví dụ về sớm. Hoặc là nghỉ ví dụ. Em 30 tháng 4 thì nhà bà cái cũ đó. Thế yeah. Ừ, thế thì đi chơi con em rồi đi chơi. Đi chơi. Chị đi để con cái nữa mày. Đi chơi con cho con đi ấy mà cho đi nhèo này. Nhớ hết là. Hoặc cùng lắm là uống là bảo là cho đi siêu thị rồi. Hay là đi tắm ở bể bơi đấy thôi. Đi bể bơi. Chị đi tắm cho nó thêm tắm nóng. Cho đi tắm lần nhanh. Cho mình được ngồi trên bờ mình trông á. Đúng rồi, nhanh.
Họ là ngày gì nhỉ? Là mùng 10 tháng 3 đã bảo là ăn rồi. Sao và thôi để mình để 34. Vậy là mình đã tô màu xong. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem mấy video.